Hello, xin chào tất cả mọi người nha, đã đến với kênh Lâm Ngọc Vlog. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ làm banh canh giò heo, nuôi banh canh giò heo nha. Bắt đầu mình sẽ luộc giò heo sơ va để cho nó săn lại nha cả nhà. Đây, phần giò heo mình sẽ bỏ vô hết luôn nha. Đây cả nhà, thì giò heo thì mình mua 1 ký mấy nha cả nhà. Bắt đầu mình sẽ bỏ vô nồi, mình luộc sơ qua cho phần giò heo nó săn lợi và nó chắc lời nha cả nhà. Để mình bỏ vô nồi canh. Đó, mình sẽ bỏ giò heo vô hết luôn. Đây, mình trùng sơ qua thôi, không có trùng chín quá nha cả nhà. Đây, cục giò heo, cục nào cục này rất là ngon và nó hấp dẫn quá. Thì trời đang mưa cả nhà ơi, nên là tiếng nó cũng hơi ồn xíu nha, mong cả nhà thông cảm. Và cả nhà nhớ xem hết video, hãy cho mình một like và một lượt đăng ký để mình có động lực để mình làm món ví dụ hủ tiếu xương là này kia hay hơn nha cả nhà. Bây giờ là nước lèo sôi rồi nè cả nhà, mình bỏ vô vẫn giò heo và nước lèo cũng đã sôi lên ha. Đó cả nhà, giò heo nè, đó, quá siêu ngon luôn. Em sẽ rước bọt phần trên mặt đi nha cả nhà, để cho nước lèo nó trong hơn, thì có bọt nhiều quá. Thế cái này ăn với bún và dưới bánh canh với cơm bò này kia cũng khá là ngon nha cả nhà. Đó cả nhà, vớt mấy cục giò cục móng lên rất là phê luôn, ngon, nghe mùi thơm hành lá. Và bánh canh này mình có giò heo với huyết nha cả nhà, huyết heo á, bỏ vô thì mình ăn chung nó ngon hơn. Nhưng mà các bạn nào có da heo nữa, bỏ vô miếng da heo nó cũng ngon tuyệt vời nha. Nhà xem hết video của mình cho mình một like và một lượt đăng ký để mình có động lực làm clip ngon hơn hay hơn nha cả nhà. Thì trời mưa quá to luôn cả nhà, trời cũng rầm quá trời rầm luôn, nên là cái tiếng nói của mình nó không có được rõ cho lắm nha, mong cả nhà thông cảm. Thì đang trời mưa to á mọi người. Mình sẽ bỏ phần ngò với phần hành lá lên mặt để cho nó thơm, và mấy miếng ớt sắc lên cho nó có vị cay the the thôi cả nhà. Đó, với còn bọt rất là nhiều ha. Một nồi này thì mình nấu tầm 3-4 người ăn nha cả nhà. Thì mình nuôi nồi to, đây, giò heo cũng đã mềm và chín rồi nha cả nhà. Khá là ngon luôn, một nồi này ăn 3-4 người no nê luôn, no men lì luôn á, rất là ngon men lì. Sôi quá trời sôi rồi cả nhà. Đây thì những nguyên liệu mình sử dụng ngày hôm nay ha, đó là phần giá và hẹ, không thiếu nha cả nhà. Bánh canh là không thiếu giá với hẹ nha, thiếu là hết ngon luôn. Thì phần bên này thì bánh canh, và bên này thì mình cũng đã sắc ớt với hành lá mà riêng. Đó, tới giờ cái nồi mình cũng đã chín rồi, mình tắt bếp nha cả nhà. Và mình luộc phần nuôi, thì mình luộc lên nó mới mềm nha cả nhà. Thì mình không luộc thì nó cứ ngắt à, nên là mình không có dùng được, nên mình luộc ra rồi mình sẽ
chắc nước ra, mình sẽ đảo nước lạnh thêm một lần nữa nó mới rời ra nha cả nhà. Nếu mà mình bỏ nuôi á, mình bỏ nguội thì nó dính nhau. Ôi mà nồi bánh canh quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi, cả nhà. Trời ơi phần huyết kìa, thơm ngon. Cà rốt, đồ củ cải trắng. Trời ơi một nồi này dắt tầm mấy chục trăm ngàn luôn mới. Đó, giò heo á, không phải sườn heo nữa cả nhà. Ngon cực đỉnh của Long Ngọc Vlog. Đây cái nhà ơi, thì phần nuôi mình cũng là luộc xong ha. Thì nuôi mình luộc xong thì nó chín, thì ớt sắc và chanh này, nước mắm siêu cay nữa cả nhà. Thấy nước mắm không? Quá ngon. Thì phần giá hẹ này chút xíu thì mình sẽ trùng vô, mình sẽ múc mọi người cùng ăn ha. Đây bánh canh mình cũng đã ra tô, mình mua 1 ký bánh canh và 1 ký nuôi. Nuôi chưa có nấu quá cả nhà, chưa có luộc sơ thôi, nuôi mình luộc sơ ha. Đây đó 1 ký một rau nửa gỗ luôn, phần này 1 ký bún, nước mắm siêu cay đầy đủ rất là thơm ngon. Bắt đầu mình sẽ bưng xuống mời cả nhà cùng ăn với mình một tô bánh canh. Đây đó cũng đã chín rồi, mình bắt xuống nha cả nhà. Rất là ngon luôn, thơm thơm. Mình sẽ cũng lại phần đó cả nhà, thì mình múc chia gia đình ăn, thì mình sẽ mời cả nhà ăn luôn ha cả nhà. Cả nhà cùng ăn bánh canh giò heo, nuôi bánh canh giò heo có phần nuôi trong đó nữa. Mình sẽ múc một cục giò heo trước ha. Thì ăn hết sẽ múc thêm cho cả nhà, rất là ngon. Bán rất là đắt luôn, một nồi này thì một tô 20k thôi, 20k vô nó thì chia nhau một tô ăn ha, ăn bao nhiêu ăn, rất là ngon đó cả nhà, thấy chưa, thực sự là ngon tuyệt vời nha. Giò heo nó mềm mà chấm nước mắm siêu cay nữa, kẹp thêm miếng ớt nữa rồi khỏi chê nữa cả nhà. Trời mưa thế này nữa có nồi bánh canh quá là êm, ngon cực đỉnh như nha, thay đói bụng rồi đó. Thì phần giá thì mình thì nước sôi ha, nước mình sẽ bắt bếp ga ở dưới á, nên là nước nó vẫn giữ nước sôi hoài vậy đó. Thì giá hẹ thì mình bỏ nước lên thì nó chín thôi ha, phần giá thì nó cũng chín mau, giá hẹ chín mau ha. Đó có phần huyết mà mình bữa nay mình thiếu da heo nha cả nhà, da heo với hành phi, hành phi da heo. Đây cả nhà, mình sẽ mời cả nhà cùng ăn nha. Đây nó mình đói quá rồi cả nhà ơi. Thì đây giò heo nè, rất là thơm ngon, cắn ha, thơm lắm. Nó không có dai ha, mà nó mềm vừa ăn luôn nha. Tại lúc đầu mình sẽ xào cái phần giò heo á, thì mình có nêm nếm trước rồi nha, nên là cái gia vị nó thấm vô giò heo rất là ngon nha. Đây thực sự là ngon ha. Mình sẽ chấm miếng nước mắm siêu cay và phần bánh canh. Bữa nay mình múc nuôi mình ăn, nuôi ha, mình ăn chén nuôi, bắt đầu mình sẽ ăn chút bánh cánh nữa thì nó no ha cả nhà. Thì bà chị và đi ngang rồi cả nhà ơi, thì tô bánh canh của mình được cũng đã ăn đây cả nhà, có 2 cục giò heo ha, đây rất là thơm ngon. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà, hẹn gặp nhà trong clip tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.